sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Đánh giá chi tiết Vsmart IT 3, sự đánh đổi hợp lý. Bất ngờ thay, camera thò ra thụt vào không phải là điểm đáng chú tâm nhất của chiếc smartphone này. Vsmart IT 3 là một chiếc smartphone dưới mức trung bình, với những lỗi phần mềm cơ bản khiến cho trải nghiệm cuối cùng cũng không bằng những sản phẩm cùng tầm giá có chất lượng hoàn thiện cao hơn từ những hãng lớn. Đó là những gì tôi đã viết để đánh giá về chiếc smartphone mới nhất của Vsmart nếu như bài viết này đã được đăng sớm hơn khoảng một tuần. Nhưng sản phẩm này sau một thời gian thai nghén thì cuối cùng cũng được hãng hoàn thiện bằng một bản cập nhật hệ điều hành nặng tới 1.3GB, gần như biến nó thành một sản phẩm hoàn toàn khác. Vậy, sau tất cả những bản vá về phần mềm, trải nghiệm sử dụng cuối cùng của Vsmart IT 3 đem lại người dùng liệu có khả quan hơn nhiều, biến nó trở thành một viên ngọc trong thị trường tầm trung hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong clip sau đây nhé! Màn hình là điểm nhấn thiết kế. Nếu như đã từng sử dụng chiếc Vsmart Live thì bạn cũng đã có trải nghiệm tới khoảng 80% thiết kế của IT 3. Ta có một chiếc smartphone hoàn thiện đa phần bằng nhựa nên cầm nhẹ tay, với mặt lưng kính được làm màu lấp lánh để bắt mắt người dùng hơn. Với IT 3 là màu hãng gọi là xanh ngọc lục bảo, hệ thống camera được đặt dọc ở dãy tay trái. Điểm khác biệt nằm ở việc IT 3 đã chuyển về cảm biến vân tay điện dụng. Tất nhiên là không cho cảm giác hiện đại bằng cảm ứng chìm dưới màn hình, nhưng nó lại có độ chính xác cao hơn. Thứ để đáng nói hơn lại nằm ở mặt trước. Khi ta có màn hình AMOLED 6.39 inch, độ phân giải Full HD cộng không có bất cứ một vết cắt nào. Trong khi các đối thủ trong cùng tầm giá vẫn loay hoay với thiết kế tay thỏ rồi giọt nước, thì chỉ mình IT 3 đem tới được người dùng một màn hình toàn vẹn, vô vắn và truyền thống. Vsmart Live trước đây cũng có màn hình không vết cắt nhưng vẫn còn có phần viền trên dài hơn. Chất lượng hiển thị của màn hình này cũng là một điều đáng nói, đem tới cho người dùng hình ảnh đậm đà, tương phản cao và có tính năng màn hình luôn hiện để báo giờ, thời gian sạc. Khi đặt so sánh trực tiếp với chiếc Galaxy A51, màn hình của IT 3 có màu sắc không tươi tắn bằng và độ sáng cũng kém hơn một chút, nhưng hãy nhớ rằng hai sản phẩm này là không cùng tầm giá. Giá của Galaxy A51 lên tới gần 7 triệu đồng, trong khi chỉ cần đưa chưa tới 4 triệu đồng là bạn đã có thể mua được Vsmart IT 3. Và khi đạt với những đối thủ cùng hạng cân thì IT 3 bỗng như vượt lên và đứng thứ hạng cao nhất một cách xứng đáng. Khi màn hình chiếm trọn mặt trước thì hãng sẽ phải chuyển camera selfie vào một thành phần khác với động cơ để đẩy lên mỗi khi dùng. Nhờ camera thò thụt mà ta có một màn hình dùng thật thích, nhưng thành phần này chưa thực sự tốt. Camera mỗi khi mở ra tạo ra tiếng động cơ đủ lớn để có thể nghe thấy ở khoảng cách cầm chụp. Vsmart nói rằng họ cố ý làm vậy để tạo cảm giác cơ học cần có, nhưng vấn đề là tốc độ mở camera lại không nhanh. Đôi lúc phần mềm đã mở nhưng phải đợi phần cứng. Trong những ngày đầu cầm máy, tôi còn thực sự là cảm thấy lo lắng. Khi nhấn tay vào camera trước, nó không hề tự động thụt vào trong để bảo vệ động cơ, hay như cũng không có cơ chế phát hiện khi máy rơi tự do. Rất may mắn là điều này đã được sửa chữa trong bản cập nhật phần mềm mới nhất của Vsmart. Nhưng vấn đề về tiếng ồn và tốc độ thì vẫn còn đó, trở thành những điều mà người dùng phải chấp nhận khi sử dụng sản phẩm này. Trở lại với những thứ tôi thích, khả năng cắm phụ kiện của máy chẳng hạn. IT 3 có cổng 3.5mm để nghe nhạc, cổng USB Type-C với khả năng sạc nhanh 15W, tức tương đương với những dòng máy tầm trung của Samsung, khe 2 SIM với một khe có thể sử dụng để mở rộng bộ nhớ trong. Trừ cơ chế động cơ được hãng sử dụng cho camera selfie thì có thể nói là tôi hài lòng về thiết kế của Vsmart IT 3. Nó đủ long lanh để không trở nên nhàm chán, tạo sự thoải mái trong quá trình sử dụng nhờ những đường vát hợp lý, và nổi bật hơn hết là một màn hình rất đáng giá, thứ mà ta sẽ nhìn thấy nhiều nhất trong cả quá trình sử dụng. Cấu hình hơi lạ nhưng cũng đủ dùng. Trước khi tìm hiểu về cấu hình bên trong máy, ta sẽ nói qua về giao diện người dùng mà hãng gọi tên là VOS. Trải nghiệm của tôi về giao diện này có thể tóm gọn là đơn giản, theo một chiều hướng tốt.
V-Smart không thêm nhiều yếu tố chuyển cảnh, các bộ icon cũng không quá rườm rà nên đa phần giao diện nhìn sạch sẽ, dễ dùng, gần như là giống với giao diện gốc từ Google. Hãng thậm chí còn không có ứng dụng quản lý ảnh riêng nên sử dụng luôn Google Photo, tưởng chừng là yếu điểm nhưng lại rất tiện lợi cho việc backup và chia sẻ. Trải nghiệm về phần mềm cũng là một điều được cải thiện rõ rệt nhất sau quá trình cập nhật 1.3GB. Trong tuần đầu tiên, tôi liên tục gặp hiện tượng văng ra ngoài màn hình chính sau khi vào các mục của cài đặt hay là hiện thời gian sạc sai, song cho đến nay thì đã được giải quyết hoàn toàn. Phần mềm có lẽ là thứ mà tôi đã có thể phàn nàn nhiều nhất, nhưng cho đến nay thì đã chuyển qua là trạng thái hài lòng. Điểm mà nhiều người phàn nàn tranh cãi lẫn nhau nằm ở cấu hình xử lý bên trong chiếc máy. V-Smart Tip 3 sở hữu vi xử lý MediaTek Helio P60, lựa chọn 4 hoặc 6GB RAM. Người dùng tranh cãi về hai điểm, một là vi xử lý được sử dụng không đến từ Qualcomm, là một hãng tên tuổi và được tín nhiệm hơn, và thứ hai là những lo ngại về vấn đề hiệu năng. Đối với những ai thực sự quan trọng về tên tuổi của linh kiện thì có lẽ sẽ có V-Smart Live với vi xử lý Snapdragon 675. Còn với những ai không quá quan tâm đến tên tuổi, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì hãng nào cũng được, chỉ cần đem tới trải nghiệm tốt mà thôi. MediaTek thời gian gần đây với dòng Helio cũng đã được giới chuyên gia đánh giá tốt hơn so với trước đây, có hiệu năng tầm trung đuổi kịp với Qualcomm chứ không còn tụt lại quá xa nữa. Điểm benchmark của Helio P60 gần tương đương với Snapdragon 660, một vi xử lý đã cũ của Qualcomm nhưng vẫn còn giá trị sử dụng ở thời điểm hiện tại. Dùng trong thực tế thì Active 3 cho trải nghiệm không giật lag trong các thao tác cơ bản, có chăng chỉ là không nhanh tức thời như những máy với vi xử lý cao cấp hơn mà thôi. Điều này có lẽ cũng có sự góp sức của việc hãng V-Smart đã không xào nấu quá nhiều ở phần giao diện. Nếu muốn có hiệu năng cao hơn, người dùng vẫn có thể lựa chọn cùng hãng là chiếc V-Smart Live đã được sướng tên một vài lần, nhưng ta sẽ mất đi màn hình tràn viền vì chiếc máy này có hệ thống camera trước truyền thống. Sự lựa chọn là ở người mua, bạn muốn chọn máy có thiết kế hiện đại hơn hay là dồn nhiều hơn vào hiệu năng? Yếu tố cấu hình ai cũng đồng ý là Active 3 đã làm tốt, đó là pin. Máy được trang bị viên pin dung lượng cao tới 4020mAh, nên với những công việc thông thường thì có thể sử dụng được tới 2 ngày. Còn những ai dùng máy nhiều, ví dụ như là kết hợp với xem video, chơi game, thì sẽ có thời gian on screen từ 5,5 cho đến 6 tiếng. Bên cạnh đó, máy cũng có khả năng sạc nhanh 15W. Như đã đánh giá ở những chiếc smartphone Samsung thì hiện không còn là nhanh nhất nữa, song vẫn đủ tốt để không gây bực mình trong quá trình sử dụng. Camera phần cứng tốt, phần mềm cần mạnh mẽ hơn. Nằm ở phân khúc giá rẻ nhưng V-Smart Active 3 vẫn được ưu tiên trang bị 3 camera sau, bao gồm một camera chính 48MP khẩu độ f/1.79, camera góc siêu rộng 118.8 độ 8MP và cảm biến đo chiều sâu 2MP. Cá nhân tôi thì thích việc hãng đã thêm camera góc siêu rộng, tăng tính tiện dụng của hệ thống chụp hình trong nhiều trường hợp hơn là camera zoom. Phần cứng đã đầy đủ nhưng chất lượng ảnh trên smartphone hiện nay vẫn còn dựa nhiều vào quá trình xử lý phần mềm. Vậy thì với Active 3 thì sao? Điều đầu tiên là với camera chính, ta có những hình ảnh với độ nét khá tốt, kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu như là bức hình chụp bông hoa trong siêu thị. Vấn đề này nảy sinh khi ta nói về màu sắc, khả năng cân bằng trắng của camera chính vẫn chưa thật sự hoàn thiện nên khá nhiều ảnh bị ngả màu xanh dương, cho tông lạnh và màu sắc cũng nhạt hơn so với bình thường. Vẫn như thường lệ, ta có thể chỉnh lại một cách nhanh chóng bằng Snapseed, Lightroom Mobile, nhưng không phải ai cũng là người có thời gian để thực hiện các bước này. Mặc dù là cảm thấy vui khi V-Smart đã trang bị camera góc siêu rộng, nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi chất lượng của camera này. Đó là nó có độ nét không cao và màu sắc cũng không tề tắn. Trong điều kiện thiếu sáng, máy thực hiện khử nhiễu hơi mạnh tay với camera siêu rộng nên đã có một số vùng tối cũng có hiện tượng bị bệt. Về phía người dùng, nếu như muốn có được bức ảnh đẹp nhất, tận dụng được thế mạnh của camera góc siêu rộng thì nên chụp thử ảnh phong cảnh vào những lúc có ánh sáng đẹp thay vì chụp trong nhà. Phần lớn điểm yếu trong chất lượng hình ảnh đều nằm ở khâu xử lý nên vẫn có thể được cải thiện trong những lần cập nhật phần mềm, giống như việc V-Smart đã sửa lỗi cơ chế camera selfie hay giao diện người dùng, nhưng không ai là người biết chắc chắn được điều này có xảy ra hay không. Sự đánh đổi hợp lý. Giống như bất cứ một smartphone nào ở tầm giá thấp, trung thì V-Smart Active 3 buộc người dùng phải đánh đổi, lấy một vài thứ chất lượng cao và chấp nhận những điều khác nằm ở mức trung bình hoặc kém. Với Active 3, ta có thể có một thiết kế bóng bẩy, tiện dụng, màn hình AMOLED không vết cắt, thời lượng pin tốt và trải nghiệm phần mềm tích cực sau những nỗ lực sửa chữa từ V-Smart.
Ngược lại, để đạt được những điều này, người dùng sẽ phải chấp nhận cơ chế camera selfie tạo tiếng động, vi xử lý tầm trung từ một hãng không quen thuộc hay camera góc siêu rộng chất lượng không cao. Song, những điều này có lẽ là chấp nhận được khi mà các ưu điểm nêu ra ảnh hưởng nhiều hơn tới trải nghiệm hàng ngày, nhất là với nhu cầu sử dụng của những ai đang đi tìm smartphone ở tầm giá của anh tiệm bạc. Theo trí thức trẻ GK.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.